Vâng, chào mừng quý vị các bạn trở lại kênh One Auto của em mình. Và ngày hôm nay thì của mình này rất hân hạnh được gửi đến quý vị bạn một mẫu siêu xe đầy hình rất là đẹp. Xe rất là tuyệt vời. Quý chị các bạn thấy coi chiếc xe này tuyệt vời không ạ? Nếu chiếc xe đầy hình và lành la răng đúc cũng như là phần lốp rất là tuyệt vời. Chuyên trẻ để đi đầy hình đạt. Về tổng thành chiếc xe này rất hầm hố mọi người ạ. Đây là một xe bán tải được độ rất là đẹp. Đây là chiếc xe Ford Wincheck 0988 553 505 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Uy tín nâng tầm thương hiệu, xin quý khách vui lòng liên hệ đặt chỗ trước. Xe được rất là tuyệt vời. Chào mừng quý khách đã đến với trung tâm chăm sóc ô tô Duy Anh. Duy Anh chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc xe và nội thất, đồ chơi xe hơi, dán phim cách nhiệt, bộ xe nguyên chắc, đọc ghế, sàn, trần, phủ, keramic, hợp chuẩn chất liệu, được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết và nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ với sản phẩm chất lượng nhất, công nghệ hiện đại nhất, rất là ấn tượng mọi người ạ. Trong thời gian từ ngày đến hết tháng 12 năm 2019, thu một sản phẩm tại Canada. Làm trên đang đổ được một lớp đèn LED khi mặt tối cực kỳ đẹp luôn. Rất đại trà. Khi ấn tượng với phong cách đổ của chúng xe này. Con này ở độ quá thời trang nhỉ, gấu nhỉ, chất, một xe cực kỳ chất mọi người ạ. Mẫu này nay một anh bạn của anh chủ cửa hàng mình đến thì mình cũng tranh thủ quay lại review lại chiếc xe để mọi người cùng xem. Vâng.